Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vintalk. Các bạn ơi, đã bao giờ các bạn suy nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ chưa nhở? Chỉnh sửa thành những chiếc mũi cao, mặt V-line cùng nước da trắng như em bé. Thế nhưng các bạn có tin không? Trên thế giới lại có những người biến mình thành những con hổ, con thằn lằn hay là con ma cà rồng. Nghe có thú vị không nào? Và để biết họ đã trải qua những đau đớn như thế nào để có được một hình dạng như vậy, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Top 10 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ kỳ lạ và đáng sợ nhất trên thế giới. Người hổ. Bạn nghĩ xem sẽ như thế nào khi con hổ hung dữ biến thành người? Điều đó đã xảy ra với Dennis Arendt. Bà sinh năm 1958 tại Michigan, là một cựu hải quân Hoa Kỳ, tiểu bang Nevada. Không biết vì lý do gì hay đơn giản chỉ vì sự yêu thích với loài hổ mà bà đã xin chính quyền cho bà được phẫu thuật khuôn mặt để trở nên giống hổ hơn. Bà ấy nói rằng niềm đam mê thay đổi ngoại hình của bà xuất phát từ niềm tin và một truyền thống Wyandot cổ đại. Kết quả là bà đã trải qua 14 lần phẫu thuật như là chẻ môi trên, độn trán, thêm botox hay là độn silicone vào má, mài răng nanh và xăm hình da hổ. Không chỉ thay đổi về khuôn mặt, bà Arendt còn nuôi móng vuốt và xăm trổ khắp người để thuyết phục hơn. Bà chia sẻ rằng bà là một người yêu thiên nhiên và muốn biến thành hổ để cảm nhận được tình yêu của mẹ trái đất. Tuy nhiên thì vào tháng 11 năm 2012, căn bệnh trầm cảm đã khiến bà tự tử ở tuổi 54. Người thằn lằn. Thằn lằn tưởng chừng là một loài động vật nhưng nay lại có người giống hệt thằn lằn. Nghe thì có vẻ thú vị đấy nhở? Thực chất là mình đang nói đến Eric Brand, được mệnh danh là người thằn lằn. Anh sinh năm 1972 ở Texas, Hoa Kỳ, là một nghệ sĩ biểu diễn người Mỹ. Anh ta được biết đến nhiều nhất với những thay đổi cơ thể, bao gồm hàm răng sắc nhọn với hình xăm vảy toàn thân giống như của một con thằn lằn. Anh đã được cấy ghép dưới da, một chiếc lưỡi trẻ đôi và đôi môi có màu xanh lục. Phải mất nhiều năm thì Spa mới có được tất cả những chỉnh sửa trên cơ thể. Toàn cơ thể của anh ấy được xăm bằng vảy xanh và anh ấy đã mất khoảng 700 giờ đồng hồ để tiến hành phẫu thuật. Điều tuyệt vời nhất có được từ quá trình biến đổi của anh ấy đó là sự nổi tiếng. Anh ấy đã đi lưu diễn với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn quái dị, người chuyên thực hiện các hành động như là treo cổ trọng lượng từ những chiếc khuyên trên cơ thể, nút kiếm, đẩy một chiếc vặn thừng khổng lồ xuyên qua đầu. Bên cạnh đó, anh đã đạt kỷ lục Guinness Thế giới về việc nâng và xoay vật nặng nhất từ chiếc khuyên tai của mình với một thùng bia nặng 16kg mà anh ấy xoay theo vòng tròn 360 độ. Thật là đáng kinh ngạc phải không nào? D'Animals. Hình xăm là một loại hình nghệ thuật được giới trẻ rất là yêu thích bởi vẻ chất ngầu. Tuy nhiên, xăm vừa đủ thì đẹp, còn xăm cả người thì sao nhỉ? Paul Laws, hay còn được biết đến với cái tên là D'Animals, bắt đầu xăm hình lên cơ thể mình vào năm 1992. Anh đã thực hiện các biến đổi hình xăm của mình. D'Animals là một quý ông với những miếng ghép màu xanh được xăm khắp cơ thể. Anh ta có thể đặt một cái khoan di chuyển quanh mũi, có thể nuốt chung rất nhiều chất lỏng xuống dạ dày rồi lại ợ lên nuốt lại. Ngoài ra thì người bí ẩn còn là một nhạc sĩ có tài năng. Một trong những sửa đổi cực đoan của anh ấy là cấy sừng trên trán. Anh ấy đã tạo hình tai của mình đeo nhiều khuyên. Ngoài ra với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn bên lề, là thành viên sáng lập của Jim Ross Kairos, anh ấy đã đi lưu diễn với vợ cũ là Kazen, chơi nhạc và biểu diễn các buổi biểu diễn bên lề với tên gọi là The Hummus Marvel. Lucky Dimerix. Lucky Rix là một người đàn ông ở New Zealand đang giữ kỷ lục người có nhiều hình xăm nhất trên thế giới. Anh ta có hình xăm bao phủ toàn bộ cơ thể, bao gồm cả miệng, bên trong mí mắt, tai và bao quanh đầu. Anh đã giữ kỷ lục Guinness Thế giới được chứng nhận từ năm 2006 vì có 99,99% cơ thể được xăm hình. Khi còn nhỏ, anh thực sự bị mê hoặc bởi những người đàn ông và phụ nữ có hình xăm rộng. Sở thích của anh ấy đã trở thành niềm đam mê khi anh ấy có hình xăm đầu tiên. Khi bắt đầu xăm thì anh ấy không dừng lại cho đến khi mọi kẽ hở và vùng kín trên cơ thể được che khuất. Phần lớn thân hình của anh ấy là mực đen nhưng cũng có một số chi tiết độc đáo sử dụng mực trắng. Một trong những tác phẩm độc đáo là từ Karmas được viết trên cổ họng của anh ấy. Phải mất hơn 1.000 giờ để tô mực các hình xăm trên cơ thể
và được thực hiện bởi hàng trăm nghệ sĩ xăm hình. Anh kiếm sống bằng nghề đường phố và là nghệ sĩ biểu diễn liên hoan nghệ thuật quốc tế, bao gồm nuốt kiếm và tung hứng nhiều loại vật phẩm khi đi xe đạp một bánh. Kaizen. Kaizen là một nghệ sĩ biểu diễn có chủ đề hình xăm trên cơ thể cô là một con hổ. Khi mới 5 tuổi thì Kaizen đã mơ thấy mình được bao phủ bởi vằn vện. Khi cô ấy hỏi mẹ rằng cô ấy có thể có hình xăm hay không thì mẹ cô ấy trả lời: "Hãy đợi cho đến khi con 18 tuổi." Kaizen nhận xăm hình trên khắp các bộ phận của cơ thể. Hơn 227 nghệ sĩ xăm mình đã làm việc trên cơ thể của cô. Có một lần thì 23 nghệ sĩ đã làm việc cùng một lúc. Cơn đau dữ dội đến nỗi Kaizen đã ngất xỉu một vài lần trong quá trình phẫu thuật. Ngoài việc xăm trổ rộng rãi, Kaizen còn để râu hổ. Râu được gắn qua những chiếc khuyên trên mặt cô. Cuối cùng thì cô đã loại bỏ bộ râu của mình sau khi đeo chúng trong 14 năm vì tầm nhìn bị biến dạng. Kaizen từng kết hôn với một nam nghệ sĩ tên là The Animals. Cô đã hợp tác với anh trong một chương trình ca nhạc có tên là The Human Marvels. Sau đó cô sinh một đứa con gái. Sau khi ly hôn với The Animals, Kaizen có một cậu con trai tên là Felix và kết hôn với một người đàn ông khác. Hiện tại thì Kaizen đang làm việc tại một tiệm xăm ở Austin, Texas. Cô cũng đóng vai trò là một nghệ sĩ biểu diễn phụ cho 999 Ice Fresco. Vinio. Bạn nghĩ sao về việc có người muốn trở thành người ngoài hành tinh? Theo lời của Vinio, mục tiêu của tôi là ngoại hình trở thành một con người không có giới tính, cân đối về mặt khoa học. Đó kiểu như là sinh vật ngoài trái đất. Anh ấy đã chi hơn 40.000 bảng cho các thủ thuật của mình và đã trải qua hơn 110 quy trình để biến đổi, bao gồm 35 liệu pháp laser toàn thân và khuôn mặt, 12 chất làm đầy má, 2 chất làm đầy chân mày, 15 chất làm đầy môi và 10 chất làm đầy các nếp nhăn. Anh ấy cũng đã trải qua 6 lần tiêm botox, 5 lần phẫu thuật mũi, 5 lần gọt mặt và 20 lần đông lạnh mặt. Để có được điểm nhấn cuối cùng, anh thường đeo kính áp tròng lớn màu đen và phủ tóc bằng màu nổi bật. Tiếp theo thì Vinny dự định sẽ cắt bỏ núm vú, rốn và bộ phận sinh dục của mình để trở thành người phi giới tính. Và bất chấp những lời cảnh báo mà Vinny đã nhận được từ các chuyên gia y tế, anh vẫn kiên quyết tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cơ quan sinh dục của mình. Theo anh, đây là những gì anh cần để trở thành con người thật của chính mình. Nữ ma cà rồng. Ma cà rồng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim thì giờ chắc hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên vì Maria Jos Carnias được mệnh danh là ma cà rồng ngoài đời thực. Tuy nhiên, cô ấy không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn mà còn là một luật sư. Hiện đang 41 tuổi và sinh sống tại Mexico. Phải gánh chịu bao sự hành hạ từ gia đình khi còn nhỏ, cô ấy nghĩ rằng chỉ có hóa thân thành ma cà rồng cô mới thật sự được giải thoát. Maria lần đầu tiên bắt đầu sửa đổi cơ thể của mình sau khi cô tìm thấy can đảm để rời bỏ người chồng bạo hành 10 năm của mình. Ngoài việc mài răng thì cơ thể của cô cũng đầy những hình xăm và cô cũng cấy lớp titan dưới da trán để tạo sừng. Diện mạo đáng sợ này quả nhiên đã giúp cô sống một cuộc sống bình thường trở lại. Cô cho rằng những chiếc sừng là biểu tượng của sự mạnh mẽ và răng nanh giúp cô hóa thân thành nhân vật ma cà rồng mà cô yêu thích. Chính vì tận hưởng những điều này, cô quyết định không sử dụng thuốc mê khi cấy ghép. Được biết, Maria vẫn sẽ tiếp tục cấy thêm sừng vào sau gáy. Nhưng ngoài vẻ thú vị, Maria còn là một người mẹ yêu thương. Maria chia sẻ câu chuyện của mình trong các nhóm phụ nữ và những người phụ nữ chia sẻ mối quan tâm của họ đối với cô. Maria tận dụng hình ảnh của mình trên các phương tiện truyền thông và thách thức chính quyền giải quyết những vấn đề mà phụ nữ trong khu phố của cô đã trải qua. Superman. Bạn nghĩ sao về một Superman từ truyện tranh bước ra ngoài đời thực? Vâng, đó chính là Herbert Travers. Anh là một fan của Superman từ khi mới 5 tuổi. Tình yêu của anh trở thành một nỗi ám ảnh và anh ấy đã bỏ ra 4.400 bảng Anh để trở thành siêu nhân ngoài đời thực. Anh cũng là kỷ lục gia Guinness Thế giới năm 2013 vì có bộ sưu tập kỷ vật siêu nhân lớn nhất với 1.253 món. Trevor nói rằng khó có thể đáp ứng được kỳ vọng của mọi người về một siêu anh hùng ngoài đời thực. Cơ thể của anh ta cần được sửa đổi tất cả. Anh ấy nói trong một bức thư từ Daily Mail: "Cảm sức của tôi được hình thành từ hydrogen, nhưng nó không phải lúc nào cũng có vẻ cân đối.
Bạn càng mất nhiều nước thì nó lại càng nhỏ, vì vậy bạn cần phải tiếp tục bổ sung nó. Ngoài 19 cuộc phẫu thuật mà anh ấy đã trải qua, Trevor có kế hoạch tiếp tục đi cải thiện ngoại hình của mình với nhiều cuộc phẫu thuật hơn. Anh ấy muốn làm cho mình cao hơn, tăng cơ bụng và khỏe khoắn. Nhưng anh ấy sẽ sẵn sàng dừng lại nếu như các bác sĩ đề nghị điều đó. Lucid Baron. Lucid Baron là một người cuồng tưởng tượng và có mơ ước trở thành một yêu tinh ngoài đời thực. Lucid bị ám ảnh bởi thế giới tưởng tượng vì ký ức bị bắt nạt khi còn nhỏ. Anh đã chi hơn 47.000 đô la cho các liệu trình như là hút mỡ má, nâng mũi, tẩy lông toàn thân, dùng botox và làm chất làm đầy biến đổi ngoại hình của mình. Cuộc phẫu thuật gần đây nhất của anh ấy là một thủ thuật trị giá 12.000 đô la để biến đổi chân tóc của anh ấy thành đỉnh của góa phụ. Hình trái tim đặc biệt được thấy trong nhiều mô tả về tình yêu và macaron. Hơn nữa, anh còn phẫu thuật kéo dài chân tay. Anh ta đã lên kế hoạch cho các cuộc phẫu thuật trị giá khoảng 80.000 đô la khác, bao gồm biến đổi răng thành răng giả giống như là răng nanh, tai nhọn, đường viền hàm hình kim cương và cắt mí mắt để có hình dạng giống một con mèo. Henry Darmus. Bạn đã từng biết đến câu chuyện về Marvel, trong đó có nhân vật phản diện Red Skull. Sẽ thế nào khi Red Skull bước ra ngoài đời thực? Henry Darmus được biết đến với tạo hình thành công nhân vật này nói về việc cắt bỏ mũi của mình để giống với nhân vật phản diện của Marvel, đó chính là Red Skull. Anh ấy cũng được cấy ghép các phần dưới da vào trán. Anh đã xăm nhãn cầu của mình màu đen và trải qua các hình xăm đỏ và đen rất nhiều trên cơ thể. Bác sĩ phẫu thuật của Henry tiết lộ rằng Henry bây giờ chỉ thích hợp được gọi là Red Skull chứ không phải là Henry nữa. Bước tiếp theo của anh ấy đó là cấy ghép silicone vào má. Anh còn có kế hoạch xăm mặt để hoàn thành quá trình biến đổi cuối cùng trở thành một siêu ác nhân Marvel. Vâng, các bạn thấy chủ đề vừa rồi như thế nào ạ? Có đủ hay và hấp dẫn chưa? Hãy ủng hộ tinh thần cho Vintop bằng cách comment ở phía dưới để chúng mình tiếp tục thực hiện chủ đề mà các bạn yêu thích. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Vintop để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!